đào hai bên. Các cháu đang gùi rất nhiều hoa cải. Hội trưởng thôn. Homestay. Tưởng. Chuyện cổ bao. Thực ra phim này mình cũng chưa xem. Bức tường xếp gạch à, xếp đá. Trong này vẫn có người ở ấy. Đây là chính. Đây. Ngôi nhà. Cái phong cách của người Mông.